Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học tốt vật lý lớp 10, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài số 1 làm quen với vật lý. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc, những nội dung mà đề bài yêu cầu trong bài đầu tiên, bài số 1 làm quen với vật lý. Câu hỏi số 1, hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở. Ở cấp trung học cơ sở thì các em đã học rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau của vật lý. Chúng ta có thể gợi ý một số cái câu trả lời cho cái câu hỏi số 1 này. Đó là lĩnh vực cơ học, nó nghiên cứu chuyển động đúng không em? Lĩnh vực nhiệt học. Lĩnh vực âm học đúng không em? Âm thanh. Rồi lĩnh vực điện học. Nghiên cứu về dòng điện. Lĩnh vực từ học, nghiên cứu về từ trường. Thì đấy là một số cái gợi ý. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất là nhiều cái đáp án khác nha. Nội dung khác mà chúng ta đã được học. Và câu số 2, em thích nhất lĩnh vực nào của vật lý thì đó là tùy thuộc vào khả năng của từng em một. Thì chúng ta có thể là thích lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Lĩnh vực từ nghiên cứu cái gì, lĩnh vực điện nghiên cứu cái gì, lĩnh vực âm nghiên cứu cái gì. Phần 2 là mã quá trình phát triển của vật lý. Câu hỏi tiếp theo, cơ chế của phản ứng hóa học được giải thích dựa trên kiến thức vật lý nào của vật lý? Thì cơ chế của các phản ứng hóa học là cái phản ứng mà tương tác giữa chất này với chất kia để tạo thành chất mới. Và cơ chế của nó thì dựa trên lĩnh vực vật lý nguyên tử và hạt nhân. Thì cái nội dung này lên lớp 12 các em mới học nha. Và người ta gọi chung là lĩnh vực vật lý hạt nhân. Kiến thức về từ trường trái đất được dùng giải thích đặc điểm nào của loài chim cư trú? Thì đối với trái đất của chúng ta thì chúng ta xem nó là một cái thanh nam châm và nó có từ cực bắc, từ cực nam. Giống như cực bắc và cực nam của địa lý vậy các em. Một số loài chim nó có khả năng định hướng trong cái từ trường này và nó chính là đặc điểm giúp cho nó di trú, di chuyển từ phương bắc qua phương nam. Câu số 3. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật nào của Newton? Sự tương tác giữa các thiên thể thì được giải thích dựa vào định luật vạn vật hấp dẫn. Đây là một định luật chi phối chuyển động của các hành tinh. Câu số 4, hãy nêu thêm ví dụ về việc dùng kiến thức vật lý để giải thích các hiện tượng tự nhiên mà em đã học. Ở ngoài đời có rất nhiều cái hiện tượng vật lý, cái hiện tượng tự nhiên mà có liên quan đến các từ vật lý, ví dụ như hiện tượng cực quang này, một hiện tượng vật lý rất là đẹp, hiện tượng cầu vồng này các em. Dạ. Rồi rất là nhiều hiện tượng khác, ví dụ như hiện tượng khúc xạ này các em, hiện tượng phản xạ toàn phần này, rồi tiếng vọng này, đấy ví dụ như vậy, tiếng vang này. Rất là nhiều các nội dung mà có thể giải thích được dựa vào hiện tượng vật lý. Hãy kể tên một số thiết bị có ứng dụng kiến thức về nhiệt, ví dụ như nồi áp suất này các em. Nhiệt kế này, đấy. Rồi ngoài ra có thể kể thêm rất là nhiều cái ứng dụng khác liên quan về về nhiệt. Ví dụ cái gì nữa này, nồi, bếp, bếp từ này, bếp hồng ngoại này. Câu số 2, theo em việc sử dụng máy hơi nước nói riêng và động cơ nhiệt nói chung có những hạn chế nào? Thì máy hơi nước cũng như động cơ nhiệt nói chung thì nó có những cái hạn chế nhất định. Thứ nhất là nó gây nguy hại cho môi trường. Đặc biệt là máy hơi nước thì nó rất là cồng kềnh, hiệu suất sử dụng rất là thấp, tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Những động cơ nhiệt nói chung mà nó có thể gây gia tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Ví dụ như những động cơ nhiệt thì chúng ta cần phải có dung dịch để làm mát. Cụ thể ở đây chúng ta hay dùng nước để làm mát. Thì nó sẽ làm cho nước sẽ bị nóng lên. Ở những khu vực mà có ao, hồ, sông, suối thì với việc nước nóng lên thì ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nhiều cái yếu tố khác.
Câu hỏi tiếp theo, theo em sử dụng động cơ điện có những ưu điểm vượt trội nào so với máy hơi nước? Thì động cơ điện nó có những cái ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, hiệu suất nó cao nha em, hát nó lớn, thân thiện với môi trường. Đấy, một vài cái gợi ý trả lời cho chúng ta. Hãy kể tên một số nhà máy tự động hóa quá trình sản xuất ở nước ta. Ví dụ như tập đoàn Samsung có các nhà máy ở Thái Nguyên này, Hyundai thành công này, đấy ví dụ như vậy. Rồi dây chuyền sản xuất lắp ráp xe ô tô của VinFast này, đấy ví dụ như thế. Đó là những cơ sở mà có quá trình tự động hóa rất là cao. Rất nhiều em, chứ không riêng gì những cơ sở lớn nha. Câu hỏi tiếp theo, hãy sưu tầm tài liệu ở trên Internet và các phương tiện truyền thông về thành phố thông minh để trình bày thảo luận. Thành phố thông minh là thành phố mà sử dụng các gì hề? Những cái tiện ích thông minh nó được ứng dụng vào cuộc sống, ví dụ như camera thông minh, đúng không? Để giám sát giao thông, rồi ở các khu vực đông người để kiểm soát dịch bệnh thì ta có gì, đo nhiệt độ, dùng cảm biến hồng ngoại để đo nhiệt độ. Rồi ở các sân bay chúng ta có các dụng cụ soi chiếu hành lý, đúng chưa? Rồi ở các khu vực tập trung đông người chúng ta có nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm những nghi phạm, những tội phạm chẳng hạn, vân vân, rất là nhiều. Rồi cảm biến, sử dụng cảm biến ở những nơi công cộng. Câu 1, hãy nêu mối quan hệ giữa các lĩnh vực vật lý đối với một số dụng cụ gia đình mà em thường sử dụng. À, ta lấy ví dụ những cái dụng cụ gia đình chúng ta thường sử dụng, ví dụ bóng đèn. Thì nó sử dụng các kiến thức liên quan đến quang học nè, ánh sáng, phải đặt ánh sáng trắng nè, ánh sáng màu như thế nào nè, rồi gì nữa hè, dòng điện nè, phải có dòng điện chạy qua bóng đèn thì nó mới có thể làm cho bóng đèn chúng ta phát sáng lên nè, đấy nhá. Rồi gì nữa, ví dụ bếp từ nó dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, ví dụ như thế. Ví dụ quạt nè, nhá, rồi quạt hơi nước nè, nó sử dụng các kiến thức liên quan đến dòng điện nè và sự bay hơi nè. Đấy, câu số 2, hãy nói về ảnh hưởng của vật lý đối với một số lĩnh vực như giao thông vận tải. À, lĩnh vực giao thông vận tải, ta lấy ví dụ về lĩnh vực giao thông vận tải chẳng hạn, thì ta có thể dùng camera hành trình này, đấy, để quay trong quá trình chúng ta di chuyển. Rồi gì nữa, thiết bị giám sát hành trình thông minh nè, định vị GPS để xác định vị trí của phương tiện ở các thời điểm khác nhau nè, đúng chưa? Về lĩnh vực thông tin liên lạc, ảnh hưởng của vật lý là với việc chế tạo rất là nhiều cái linh kiện điện tử, thì hiện nay cái thiết bị thông tin liên lạc ngày càng hiện đại hơn, smartphone ngày càng được sử dụng rộng rãi. Về lĩnh vực năng lượng thì hiện nay người ta chế tạo ra bếp từ với hiệu suất sử dụng rất là lớn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Lĩnh vực du hành vũ trụ thì với sự phát triển của vật lý đã giúp cho cái nhà du hành vũ trụ đã có thể tiến ra được, di chuyển ra ngoài vũ trụ và tiến và chuẩn bị tiến vào các hành tinh. Phần 3, hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường hủy hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa phương mình. Thì đối với vấn đề ô nhiễm môi trường là một vấn đề nhức nhối của xã hội ngày nay, thì các em có thể tự tìm những cái ví dụ liên quan đến địa phương mình sinh sống nó ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như chợ búa nè, nước thải sinh hoạt nè, không qua xử lý thả xuống sông nè, rồi vấn đề ô nhiễm tiếng ồn nè, ô nhiễm khói bụi nè, ô nhiễm ánh sáng nè, ô nhiễm túi ni lông nè. Nêu một ví dụ về phương pháp thực nghiệm em đã được học trong môn học tự nhiên. Em có thể nêu một vài cái ví dụ về phương pháp thực nghiệm để được học ở trong môn học tự nhiên. Ví dụ chúng ta nghiên cứu về sự nở vì nhiệt của một vật này, thì chúng ta có một cái dây dẫn có chiều dài là L, là không. Bây giờ chúng ta nung nóng lên
thì chiều dài của nó sẽ tăng. Đấy, bây giờ chúng ta cần có những dụng cụ nào để có thể kiểm tra được, đúng chưa? Rồi thứ hai là có thể lấy những cái ví dụ khác, ví dụ về định luật ôm y bằng u chia r. Đây là biểu thức xác định cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch chỉ có điện trở R, thì chúng ta có thể gì à? Tìm hiểu cái mối quan hệ giữa Y và U, hay còn gọi là được nạp tuyến vô năm B, bằng cách chúng ta tăng U lên thì chúng ta khảo sát cái sự biến thiên của Y, thì đó cũng là một phương pháp thực nghiệm mà các em đã được học ở môn học tự nhiên. Câu hỏi tiếp theo, hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm. Mô hình vật chất mà em thấy, ví dụ như có những cái hiện tượng, có những cái quá trình của vật lý chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được, thì chúng ta cần phải xây dựng mô hình. Ví dụ đây là gì? Mô hình của nguyên tử là gồm có hạt nhân mang điện dương và xung quanh là các gì? Electron quay xung quanh. Đấy, ví dụ như thế thì đó là mô hình vật chất. Rồi mô hình của hệ mặt trời, đúng chưa? Mô hình của hệ mặt trời. Hãy nêu tên một số mô hình lý thuyết mà em đã được học, ví dụ như mô hình hệ mặt trời nè, gồm mặt trời ở trung tâm, xung quanh là các hành tinh quay xung quanh. Thế đây, ví dụ thầy cho các em xem mô hình của hệ mặt trời nè. Đấy, đây là mô hình của hệ mặt trời nè các em. Gồm mặt trời ở trung tâm, xung quanh là các gì? Hành tinh quay xung quanh. Rồi mô hình của các nguyên tử, đấy, đúng chưa? Câu hỏi số 3. Các mô hình toán học vẽ ở hình 1.9 dùng mô tả loại chuyển động nào? Đối với hình A thì đây là mối quan hệ giữa hàm bậc nhất, thì phương trình nó có dạng là đường thẳng và đi qua góc tọa độ. Đây chính là phương trình F bằng V nhân T. Đây là mô tả cho chuyển động thẳng đều. Đúng em. Và tương tự cho câu B. Và nhìn vào đồ thị này các bạn thấy V của chúng ta là không hề thay đổi. Thì đây cũng là mô hình mô tả cho chuyển động thẳng đều. Đó là chuyển động mà với vận tốc không thay đổi. Một em có thể dự đoán về sự phụ thuộc tốc độ bay hơi của nước và nhiệt độ và gió thổi trên mặt nước, rồi lập phương án thí nghiệm để kiểm tra. Chúng ta có thể lấy một cái đĩa đi. Hai cái đĩa giống nhau nha các em. Đấy. Rồi chúng ta đổ vào đây một cái lượng nước hoàn toàn như nhau. Đổ một lượng nước hoàn toàn giống nhau nha các em. Giờ làm sao để kiểm chứng được cái tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào nhiệt độ? Thì một cái đĩa chúng ta để ở ngoài trời nắng, một cái đĩa chúng ta để trong râm mát, thì các bạn coi thử cái tốc độ bay hơi của nó như thế nào. Thì các bạn phải để khoảng vài tiếng nha. Còn muốn khảo sát phụ thuộc vào gió thổi thì chúng ta có thể bật quạt lên một cái đĩa. Còn cái đĩa còn lại chúng ta để ở nơi không có gió. Đúng chưa? Thì lúc này tốc độ bay hơi của nước nó sẽ nhanh hơn đối với những nơi mà chúng ta bật quạt. Và cái đây là phương án có thể làm giải nhiệt mùa hè, nó trong điều kiện các bạn không có quạt hơi nước ấy. Chúng ta có thể bật quạt vào một cái chậu nước, giúp cho tốc độ bay hơi của nước được nhanh hơn, và kết quả là cái phòng của chúng ta có độ ẩm cao hơn, giúp cho chúng ta có cảm giác mát mẻ hơn. Thì đó cũng là nguyên lý hoạt động của quạt hơi nước ấy. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong cho các em về cái phần học tốt cái kiến thức vật lý lớp 10 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hy vọng với những cái gợi ý này các em sẽ học tốt được cái bài đầu tiên, cũng như học tốt cái chương trình vật lý lớp 10 của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xin cảm ơn các em và xin chào các em.